Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với anh em mình nhá. Hôm nay chỉ có mỗi một mình ở nhà thôi. Không phải một mình ở nhà mà tại vì bọn lũ Thế Trạng với lũ Mao Đệ nó chạy đi đâu mất rồi. Thế là sáng ra mình đi chợ thì thấy cái chân giò ngon quá. Mà gọi mãi bọn nó chưa thấy đâu, chắc chắn kiểu gì tí nữa là kiểu xong xuôi tất cả rồi hết, bắt đầu mới đến chén. Hôm nay mình sẽ làm một cái món siêu kinh điển đấy mọi người nhé. Mọi người đã thấy gà nướng anh em mình nướng coca rồi này. Nhưng mà cái món này mới là món đặc cấp này. Chân giò hầm coca. Nó giống như kiểu chân giò hầm thuốc bắc ấy. Nhưng mà nó sẽ kiểu vị nó khác nhé. Thôi cứ phải bắt tay vào công việc đã. Đầu tiên mình sẽ khò cho cái chân giò này nó săn lại. Đấy. Nó săn cái da thì nữa hầm ấy thì nó sẽ thứ nhất là đỡ ngấy hơn mà thứ hai nữa là nó sẽ chắc thịt hơn. Hầm nó không bị nó mềm nhưng mà nó không bị nhũn ấy. Nhũn hẳn á. Sau đó là phải luộc qua một tí đi đã. Ai mà rảnh làm món này cũng khá là ok nhá. Nhưng mà mọi người làm thì làm nhỏ nhỏ thôi, mình thích to phải nhiều. Đấy. Sau khi kho qua để cho nó săn cái thịt lại. Ủa đây còn một tí. Săn cái thịt lại thì mình sẽ bắt đầu luộc qua đấy mọi người nhá. Ok. Mọi người thấy ngon không? Tuyệt vời đấy. Đấy. Mọi người thấy nó săn chắc lên rất nhiều không? Úi giời, to quá. Mày thế. Đúng mâm luôn. Đấy, bây giờ sẽ khứa một chút. Đấy, tác dụng của việc mình khò ấy, thì cái thịt nó sẽ chắc. Đấy, thấy chưa? Ngon chưa? Đó, mình chỉ luộc qua rồi thế này rồi nhá. Đó, mình sẽ khứa nó ra để cho nó ngấm gia vị ấy. Gia vị thì có gồm có tỏi này, hành khô này, ớt này, đặc biệt là sẽ có thêm cái ngũ vị hương nhé mọi người nhé, ngũ vị hương. Trông khác bọt hơn. Mắm này. Úi da, cái gì? Mì chính này. Một chút bột canh nữa thôi. Tùy ai ăn mặn thì ướp mặn, còn mình thì vừa phải thôi. Đó. Phá đều lên. Ngon chưa? Thêm một chút nước màu nữa nhé. Cho tí nữa nó lên màu rất là đẹp này. Nước cốt dừa. Chay rồi nhé.
mình sẽ ướp trong khoảng tầm 30 phút đổ lại nhé mọi người nhé, hoặc là 1 tiếng gì đấy, tùy mọi người. Nói chung là có thời gian lâu thì ướp càng lâu nó càng ngon, nhưng mình sẽ ướp khoảng tầm 30 phút thôi. Mọi người đã thấy ok chưa? Món này ok chưa? Tuyệt vời, từ màu sắc đến hương vị luôn. Bây giờ sẽ đợi nó ngấm. Đến bước tiếp theo nha. Sau khi ướp được khoảng tầm 30 phút thì mình sẽ cho thêm một chút sả nữa này. À, cái sả này thì để ở dưới để cho nó lót đít thôi nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy ngon chưa? Tuyệt vời chưa? Quá là tuyệt vời luôn. Để nó sẽ không bị cháy, làm sao cho coca nó sắp xếp lại đó. Cho coca ngập ngập một chút đến khoảng tầm 2/3 nhé mọi người nhé. Bị lỗi kỹ thuật. Đấy. Mình đã thấy nó hấp dẫn chưa? Bọn kia nó đi đâu chơi không rủ mình đi hôm nay à? Tí nữa mình cho nhịn hết. Nhịn hết. Tuyệt vời chưa? Quá tuyệt vời luôn. Hầm trong khoảng tầm độ tầm 2 tiếng, nói chung là cũng không phải là nhất định là 2 tiếng hay là thời gian bao lâu cả. Mình cứ cảm thấy nó như là hoặc là vừa cái khẩu vị ăn của mình rồi thì mình sẽ cho ra nhé. Tí nữa sẽ lật sau. Một mùi thơm nó bốc lên khá là hấp dẫn mọi người, thế nên là mình phải ra kiểm tra xem thế nào. Món này mà không thành công thì chết dở. Wow. Từ từ phải lấy cái thìa đã. Hơi khoai, quả vung của mình hơi khoai mọi người ạ. Lật lên cho mọi người xem nhé.
Ôi trời ơi. Ấy thấy chưa? Mọi người thấy nó kinh điển chưa? Đấy, nó phải thật mềm nhá, tí nữa nó mềm nhũn ra ấy. Ấy. Thì bắt đầu mình mới chen chen nó được. Wow. Ok, bây giờ chỉ cần đợi thời gian thôi. Mình nghĩ là phải tầm 2-3 tiếng nữa nó mới nhũn được, tại vì mình để to nguyên cái. Còn mọi người làm thì nên sắt chặt nhỏ cái chân giò ra nhé, thì nó sẽ nhanh chín hơn. Tình hình là mình ninh 2 tiếng rồi mọi người ạ. Không biết là nó nhừ chưa nhưng mà đói quá rồi. Chắc là phải cho nó ra thôi. Để tay không là đỏ. Thơm quá. Mình cũng thắc mắc một điều là không hiểu cái lũ kia nó đi đâu hôm nay. Đến giờ ăn rồi, không thấy đâu. À lạ thế gì đấy. Nổ hết cả. Ôi, chú mềm lắm. Chú được nhiều lắm mọi người ạ. Để mình thử xem nào. Cho nó ra đã. Wow. Wow. À. Ui giời ơi. Tuyệt vời chưa? Tuyệt vời chưa? Tuyệt vời chưa? Wow. Thôi không cần biết. Cứ cho nó vào mồm trước đã. Ui, thật sự nhá. Ui. Ui giời ơi. Trời. Ui. Thật sự là nó chưa mềm được như kỳ vọng nhưng mà quên, mời tất cả mọi người nhá. Nó ngon mọi người ạ. Cái vị này nó không bị ngọt như kiểu là nấu luộc bình thường, hay là nói chung là nấu với coca rất là ngon, không bị kia đâu nhá. Tuyệt nhất là phải ra nó. Trời ơi. Tuyệt vời luôn. Hôm nay bọn kia bỏ qua cái món này, đúng là mau đệ chắc tí nữa thèm giò dai. Mình đi tìm nó từ sáng. Đấy, gọi điện không nghe, không biết nó đi đâu. Ờ thế mới giỏi gì đấy. Chắc sau xem lại không. Ui thèm giò dai, tại vì mau đệ nó kết nhất cái món này. Nó rất là thích con món hầm hầm của người nó. Ngon. Nếu mọi người làm món này á, thật sự là mình quên mọi người nên làm món này, ngon lắm. Làm món này thì nên sắc nhỏ, nếu mà có nồi áp suất ấy thì chỉ trong vòng 30 phút là nó như luôn, nó gắp ấy, cầm bốc được gắp được ấy. Đấy, nó phải như đến mức đấy. Nhưng hôm nay mình đói quá, phải nói chung là không cưỡng lại được cái mùi thơm quá. Wow. Chẳng mấy khi hôm nay mới thiếu vắng Mao đệ đệ mọi người ạ. Cũng thấy thiếu thiếu một cái gì đấy. Ra là cái cơ duyên mình với Mao đệ đệ nó cũng khá là kiểu là ly kỳ ấy. Không phải ly kỳ mà kiểu hợp duyên nhau, hợp gu nhau ấy. Mọi người có muốn nghe cái chuyện này không? Và cái chuyện là và cái chuyện kênh của anh em mình nữa. Cái kênh thật ra là dạo gần đây ấy, mọi người cũng thấy ở xôn xao là anh em mình bị mất kênh đúng không? Thật ra là cái kênh của anh em mình thì không phải là bị mất nhá mọi người nhá. Mà mình nhắc lại, tại vì cái video cũ là mình đăng ở kênh mới, kênh anh em TM ấy. Còn cái này thì mình cũng nói sơ sơ qua lại cho mọi người biết một chút, là tức là
tự dưng vào một cái ngày đẹp trời có hai thằng chó đấy, nó đăng ký mất, nó đăng ký với cục sở hữu trí tuệ là cái thương hiệu Tam Mao TV. Mình cũng lần đầu tiên từ lúc đấy là mình mới bảo thương hiệu, ngày trước mình bảo thương hiệu là cái chó ấy. Nhiều người cũng bảo là đăng ký thương hiệu chưa, mình bảo đăng ký làm quái đi. Thì tự dưng một ngày đẹp trời đấy, hai thằng chó nó, một thằng anh làm giám đốc và một thằng em làm luật sư, hai anh em ruột luôn đấy, chúng nó chuyên đi đăng ký những nhãn hiệu của các nhãn hàng này, rồi các kênh YouTube lớn này, để sau đó chúng nó sau 2 năm ấy, thì từ 2019 đến 2021 là bọn nó được cấp văn bằng của Cục Sở hữu trí tuệ là sở hữu cái thương hiệu Tam Mao TV đấy. Và sau đó này, nó lại chơi cái trò mất dạy như thế này, nó có văn bằng và nó bảo thằng em nó là luật sư ấy, là người bảo hộ cho công ty nó và bảo hộ cái nhãn hiệu đấy, gửi đơn trực tiếp lên YouTube bắt YouTube xóa bỏ kênh của anh em mình. Thì bọn nó đăng ký cái thương hiệu ấy, tức là cái mục đích của bọn họ đăng ký ấy, là sẽ lấy cái thương hiệu đấy để bán lại cho người cần. Mà thì nói thật ra cái thương hiệu Tam Mao TV thì ai cần, có mỗi anh em mình cần chứ ai cần. Đấy. Thế là YouTube đợt đấy là sắp sửa xóa cái kênh của mình á. Thì mình YouTube có thương lượng lại với có mail, gửi mail lại cho mình là nói là phải tìm cái công ty đấy để thương lượng và mua lại cái thương hiệu ấy. Thì mình có tìm đến cái công ty đấy và nói chuyện. Thật ra bọn nó có ăn có học nhưng mà chúng nó mất dạy. Chúng nó hiểu luật, chúng nó đi đăng ký, nó lách luật, nó đăng ký trước. Luật ở Việt Nam này thì cái thương hiệu, cái chữ Tam Mao TV ấy, thì hoặc là những cái thương hiệu khác, thằng nào đăng ký trước là của thằng đấy, có văn bằng cấp, được cấp văn bằng của Cục Sở hữu trí tuệ là nghiêm nhiên sở hữu cái thương hiệu đấy. Thì nó dùng cái thương hiệu đấy để làm cái gì thì mình không biết, nhưng mà để mục đích của chúng nó là bán lại cho người cần, mà người cần chỉ có anh em mình thôi. Nhưng mà anh em mình không thỏa hiệp và không mua lại, và cũng đã thông báo trên nhiều kênh YouTube rồi, sẽ đi đến cùng cái vụ kiện đòi thương hiệu này. Mình cũng đã làm đơn đến Cục Sở hữu trí tuệ, và Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã có văn bản yêu cầu công ty ASM kia giải trình về cái việc lấy thương hiệu, đăng ký thương hiệu của anh em mình đó. Nếu nói chung là sẽ mất khoảng tầm một năm rồi, một năm nếu mà không anh em mình mà thua kiện ấy, thì anh em mình mất kênh đó. Thế nên là mình đã tạo sẵn một cái kênh anh em T và M không liên quan đến chữ Tam Mao nữa, để dự phòng, giả dụ như anh em mình thua kiện thì sẽ còn một cái gì đó để làm lại từ đầu. Mình luôn luôn xác định là sẽ làm lại từ đầu, mà nếu mà anh em mình mà ỉm cái vụ này đi, mà giả dụ bỏ tiền ra mua lại cái thương hiệu đó ấy, thì thật sự là rất là ít nhiều người biết về cái sự việc này, và sẽ nhiều người bị nữa, rất nhiều người bị. Có những kênh YouTube 24,7 triệu sub cũng bị chúng nó đăng ký mất, cũng chưa biết là giải quyết như thế nào, nhưng mà anh em mình không thương lượng nữa. Bây giờ là đang tranh chấp và sẽ có đơn lên cả tòa án, rồi Cục Sở hữu trí tuệ, rồi tất cả, vì anh em mình cũng đã mất khá là nhiều tiền và thời gian để thuê luật sư này, rồi làm đơn hủy văn bằng của họ nữa. Thôi nói chung là bỏ qua cái chuyện buồn đi, không lại cứ bảo mình nhá, cứ bảo mình là tạo, có người lại còn bảo anh em mình là tạo cái gì nhỉ, tạo chiêu trò để nổi tiếng, chiêu trò để mà chết, là lại còn có cả giấy văn bằng của Cục Sở hữu trí tuệ, cả dấu má này các kiểu, thì anh em mình làm lấy làm gì. Anh em mình đang lấy lại thông qua tất cả những cái giấy tờ nộp thuế này, rồi giấy tờ chứng minh là anh em mình dùng trước khi chúng nó đăng ký ấy. Đấy. Thì nói chung là cũng khá khó, các luật sư và nhiều văn phòng luật sư cũng tư vấn cho mình rồi, bảo là nếu mà lấy lại được cũng phải mất hàng năm trời. Thôi, cũng cố gắng thôi.